Thưa quý vị, thực tế cho thấy những năm gần đây, nhóm bệnh lý không lây nhiễm như cao huyết áp, đái tháo đường, phổi tắc nghẽn mãn tính, tim mạch ngày càng gia tăng. Ghi nhận tại hai bệnh viện đa khoa của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đó là Lê Lợi và Bà Rịa, trong vòng 5 năm, số lượng bệnh nhân mắc các bệnh lý không lây nhiễm đã tăng hơn 30%. Đây cũng là nhóm bệnh có số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị chiếm đa số tại hai bệnh viện tuyến tỉnh. Trung bình mỗi tháng có hơn 8.000 bệnh nhân mắc các bệnh lý không lây nhiễm đến khám và điều trị, tăng hơn 1.500 bệnh nhân so với thời điểm năm 2015. Đây cũng là nhóm bệnh lý có số lượng bệnh nhân đến khám tại các bệnh viện chiếm chủ yếu, gần 80% tổng số bệnh nhân đến khám. Bệnh không lây mà mãn tính này nó trước kia thường thấy những người lớn tuổi, nhưng mà sau này thấy người trẻ tuổi người ta cũng vẫn bị. Nhiều người ba mấy tuổi bị tiểu đường type 2 rồi, ba mấy tuổi người ta đã bị bệnh mạch vành rồi, huyết áp rồi, rối loạn chuyển hóa lipid máu nữa, rất là nhiều chứ không phải là ít. Cái bệnh mãn tính không lây thì là cái bệnh nó điều trị liên tục, phải điều trị gần như liên tục đến khi nào người ta không uống thuốc được nữa thì thôi á. Cho nên bác sĩ phải khám hàng ngày, mà cái lượng bệnh càng đông cho nên nó cũng vất vả cho cái lực lượng bác sĩ khám bệnh, rồi nhân viên điều dưỡng y tế, rồi những cái khu vực cận lâm sàng đã làm việc tích cực nhiều hơn, cho nên cũng hơi mệt mỏi. Lối sống thiếu lành mạnh và hai là kém tập luyện, còn những yếu tố khác, yếu tố gia đình với năng tương này nọ thì cũng có thôi, nhưng mà không nhiều đâu, mà nhiều là do cái lối sống với cái tập luyện mình. Nhiều khi họ thức rất khuya, sáng thì trễ, ngủ không đủ giấc và tập luyện thì kém, và ăn uống thì rất là nhanh và ăn uống vội vã, thì cũng là những cái nguyên nhân, nhiều cái nguyên nhân đưa đến những cái bệnh tật nó thay đổi về cái cơ cấu bệnh tật trong xã hội mới nhỉ. Nhóm bệnh nhân mắc bệnh lý không lây nhiễm gia tăng nhanh đang ngày càng tác động xấu đến chất lượng cuộc sống của người bệnh và gia đình người bệnh, gây áp lực nặng nề lên ngành y tế. Đáng lo ngại, phần lớn người dân chưa có ý thức phòng bệnh được phát hiện ở giai đoạn muộn, nên càng dẫn đến khó khăn trong công tác điều trị, chi phí tốn kém.